Vâng. Một em gái. Úi rồi, đùi trắng thế. Rồi em đang làm gì đây? Em cười rất là chân giáo, người ta không hiểu. À, như vậy là em lấy gối em chèn vào cái đầu giường. Đây là một hành động rất là khó hiểu và tôi biết chắc là đến 99% anh em là không hiểu là em đang làm gì. Đấy thì giờ thấy em biết em làm gì chưa? Nói chung là tôi không biết là em định làm gì, nhưng mà nếu mà anh em nào biết thì các bạn comment bên dưới đấy nhá. Đấy, đúng không? Lấy gối chèn lên đầu giường thì để làm gì nhỉ? Không rõ đâu. Tôi đố ông nào biết ấy. Ông nào biết thưởng ngay mày 10 triệu giờ. Bạn nào ủng hộ những video mới thì đừng quên click vào đây xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức. Xin chào.